Mình vừa mua được cái con thủy quái này mọi người ạ. Con này thì người ta đã hấp rồi và người ta để ngăn đá. Bây giờ thì mình chỉ việc giã đông ra và ăn trực tiếp thôi, không phải chế biến gì nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ mang nó đi giã đông. Và đây là cái con bạch tuộc sau khi được giã đông. Cái con này thì nó nặng 1,6 cân và mình mua nó với giá gần 1,2 triệu. Cái mùi của nó khá là tanh. Xin mời mọi người nha. Hơi dai, nhai khá là mỏi miệng rồi đấy. Ok, cái con bạch tuộc ăn liền này mặc dù đã được hấp qua rồi nhưng mà mình thấy mùi của nó vẫn hơi tanh. Khi ăn thì cái phần trên này nó dai và nó hơi giòn, còn càng ăn về cuối phần cái dâu này thì nó sẽ giòn nhiều hơn. Ở phần trên này sẽ có vị mặn và vị hải sản nhiều hơn, còn càng ăn về phần dưới của cái dâu này thì nó càng ít mùi vị, nó kiểu chỉ dai dai giòn giòn thôi ấy, nó không có mùi vị mấy. Và ăn cái này thì nhanh no thật, mình mới ăn có một cái xúc tu của nó thôi mà bây giờ đã cảm thấy no rồi. Nói chung là thấy bán nguyên con nhìn hay hay á, cho nên mình mua ăn thử thôi. Còn đâu thì ăn thì nó cũng như bạch tuộc mình ăn bình thường trong nhà hàng quán ăn thôi.